Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, thông báo có 12 mặt hàng sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi đổi tên thành sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung vi chất để tránh việc bị kiểm soát giá. Trong 12 mặt hàng trên thì có 8 mặt hàng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, số còn lại của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Kim Yến. Theo Cục Quản lý giá thì 12 sản phẩm này bị phát hiện vẫn còn quá ít so với tổng số 30 mặt hàng được cơ quan quản lý giá đề nghị phía y tế xem xét. Hiện trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm không mang tên sữa bột nhưng có chức năng thành phần như sữa. Điều này gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và khó khăn cho cơ quan quản lý. Cục đề nghị Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm phân định rõ tên gọi của các sản phẩm này, bổ sung danh mục mặt hàng sữa và sớm trình Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chi tiết đối với danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 6 tuổi.